Chiều qua, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về các dự án kéo dài thời gian bố trí vốn theo Nghị quyết số 81 ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương liên quan và chủ đầu tư các dự án. Tại cuộc họp với Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã báo cáo về tiến độ của 16 trong tổng số 74 dự án được gia hạn thời gian bố trí vốn, theo Nghị quyết 81 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi làm rõ nguyên nhân chậm của từng dự án, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ phương án xử lý và thời hạn hoàn thành cho các đơn vị chủ đầu tư liên quan đến từng dự án. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, vì có nhiều dự án chậm triển khai cho thấy những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp giữa các sở ngành, chủ đầu tư và địa phương liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, xây dựng quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trước thực trạng này, ông Mai Ngọc Thuận yêu cầu các sở ngành và địa phương phải sớm khắc phục triệt để nhằm tiết kiệm thời gian ngân sách cho tỉnh, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư công.